Sân vận động Gelora Daha Jayati được xây dựng trên khu đất rộng 10 ha tại khu vực nhất chính Kediri, tỉnh Đông Java. Diện tích xây dựng là 2,3 ha. Sân vận động mới này được xây dựng theo tiêu chuẩn FIFA. Thiết kế của sân vận động Gelora Daha Jayati lấy ý tưởng từ hai sân vận động tráng lệ là Manahan Solo và sân vận động quốc tế Jakarta. Đây sẽ là một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Nhìn từ trên cao, đây là một sân vận động có thiết kế cân đối và khá vuông vức. Khán đài được thiết kế với sức chứa 15.000 người, dự kiến sẽ lắp đặt toàn bộ ghế đơn. Khán đài sẽ được bao phủ bởi mái che. Mặt tiền sân vận động được trang trí bằng các họa tiết thể hiện văn hóa địa phương, được chiếu sáng nổi bật về đêm. Hệ thống chiếu sáng thông minh và hệ thống âm thanh được lắp đặt phía dưới mái của sân vận động. Trong khi mặt sân sử dụng cỏ Joycea Marcella, sẽ có hai màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt ở khán đài phía sau cầu môn. Việc xây dựng sân vận động đã bắt đầu bằng lễ khởi công vào ngày 31 tháng 5 năm 2023. Giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm nay với kinh phí khoảng 150 tỷ rupiah Indonesia. Chủ đầu tư kỳ vọng hoàn thành toàn bộ sân vận động Gelora Daha Jayati trong năm 2024. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất tại khu vực Kediri. Dự án sân vận động mới được bắt đầu xây dựng trên khu đất rộng 11 ha tại huyện Muero Jambi, tỉnh Jambi vào tháng 3 năm 2023. Sân vận động Jambi được thiết kế với mái che lấy cảm hứng từ chiếc băng đô của nam giới tại Jambi có tên là Lachak. Đây sẽ là một sân vận động đa năng với đường pitch bao quanh sân cỏ. Theo thiết kế, khán đài chính có mái che bao phủ gần như toàn bộ, trong khi ở các khán đài còn lại mái che có hình răng cưa sẽ bao phủ cho một phần chỗ ngồi của khán giả. Dự kiến lắp đặt toàn bộ ghế đơn trên khán đài, đem đến sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi cho sân vận động Jambi. Hệ thống chiếu sáng sẽ lắp đặt trên hai trụ đèn và dưới mái che khán đài chính của sân vận động. Chỉ có một màn hình LED lớn được lắp đặt trên khán đài. Trong khi mặt sân sẽ là cỏ Joycea Marcella. Kinh phí xây dựng dự kiến sẽ vào khoảng 250 tỷ rupiah Indonesia từ ngân sách của tỉnh Jambi. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành sân vận động trước ngày 24 tháng 12 năm 2024. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất tại tỉnh Jambi. Sân vận động Laki Dende mới được xây dựng tại thành phố Kendari, tỉnh Đông Nam Sulawesi. Được thiết kế theo tiêu chuẩn của FIFA, sân vận động mới có mái che được liên kết liền mạch với mặt tiền của sân vận động với các họa tiết hình lượn sóng. Mái che của sân vận động sẽ bao phủ gần như toàn bộ khán đài. Sân vận động Laki Dende có khán đài một tầng và thấp dần về phía sau hai cầu môn. Ghế đơn sẽ được lắp đặt đầy đủ, đem đến sức chứa khoảng 24.900 chỗ ngồi cho sân vận động. Hệ thống chiếu sáng và âm thanh sẽ lắp đặt phía dưới mái của sân vận động. Hai màn hình LED chính được lắp đặt trên khán đài phía sau các cầu môn. Vẫn sẽ có một đường pitch bao quanh mặt cỏ chất lượng cao của sân vận động Laki Dende. Chính quyền tỉnh Đông Nam Sulawesi dự kiến chi 200 tỷ rupiah Indonesia để hoàn thành xây dựng sân vận động này. Sân vận động Matpanging mới sẽ được xây dựng trên nền sân vận động cũ đã bị phá bỏ tại thành phố Makassar, tỉnh Nam Sulawesi. Thiết kế cuối cùng của sân vận động mới này được công bố vào năm 2021. Theo thiết kế, sân bóng mới có cổng chính đặt tại khán đài phía Tây. Chỉ có khán đài phía Đông và phía Tây được trang bị mái che, trong đó mái che khán đài phía Tây được thiết kế gần như là một vòng kín, bao phủ toàn bộ khán đài này. Ghế đơn sẽ được lắp đặt trên toàn bộ khán đài, được khảm ngẫu nhiên với hai màu đỏ và trắng. Sức chứa dự kiến của sân vận động Matpanging là 20.000 chỗ ngồi. Vẫn sẽ có một đường pitch bao quanh phần sân cỏ, mặt sân Matpanging dự kiến sử dụng cỏ Joycea Marcella. Sân cũng sẽ có hai màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt tại khán đài phía Bắc và phía Nam. Trong khi hệ thống chiếu sáng và âm thanh được lắp đặt phía dưới mái che của sân vận động. Sân vận động Matpanging sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn của FIFA. Việc xây dựng sân vận động ước tính đòi hỏi kinh phí 370 tỷ rupiah Indonesia từ ngân sách của tỉnh Nam Sulawesi. Sân vận động Teladan tại thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra sẽ được đại tu lại gần như hoàn toàn trong thời gian tới. Thiết kế mới của sân vận động Teladan đã được chính quyền thành phố Medan công bố vào tháng 12 năm 2022.
Theo thiết kế, tòa tháp là dấu ấn của sân vận động cũ nằm ở cửa chính dự kiến được giữ lại. Sân bóng mới sẽ trở thành một sân vận động dành riêng cho bóng đá khi loại bỏ đường pitch. Gần như toàn bộ khán đài sẽ được bao phủ bởi mái che, trong khi ghế đơn sẽ được lắp đặt đầy đủ, mang đến sức chứa 21.000 chỗ ngồi cho sân vận động Tela Dan mới. Ghế trên khán đài sẽ được khảm ngẫu nhiên bằng 3 màu sắc đỏ, trắng và xanh. Nhìn từ trên cao, có vẻ như trên mái che của khán đài phía Tây và phía Đông sẽ được lắp đặt một số tấm pin năng lượng mặt trời. Hệ thống chiếu sáng và âm thanh được lắp đặt dưới mái che, bên cạnh hai màn hình LED lớn lắp đặt trên khán đài phía sau cầu môn. Nhìn chung, toàn bộ cơ sở vật chất tại sân vận động Tela Dan mới đều sẽ đạt tiêu chuẩn của AFC. Một không gian công cộng sẽ được xây dựng ở khu vực phía trước của sân vận động Tela Dan. Nó sẽ cho phép người dân sử dụng cả ban ngày lẫn ban đêm. Kinh phí xây dựng sân vận động Tela Dan dự kiến sẽ được cung cấp bởi ngân sách nhà nước. Dự án tái phát triển sân vận động Tugu tại Jakarta được khởi công vào ngày 12 tháng 10 năm 2022 với diện tích xây dựng khoảng 35.000 m². Trong thiết kế của sân vận động mới, xung quanh sân cỏ sẽ có 4 khán đài, sẽ chỉ có một bên khán đài có mái che. Sức chứa dự kiến của sân vận động Tugu mới sau khi hoàn thành sẽ là 4.000 khán giả. Đây sẽ là một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Cơ sở vật chất tại sân vận động Tugu cho cầu thủ và nhân viên, như phòng thay đồ, phòng trọng tài, phòng y tế được xây dựng theo tiêu chuẩn FIFA. Mặt cỏ sân vận động Tugu có kích thước và vật liệu đạt tiêu chuẩn FIFA, dự kiến sử dụng cỏ nhân tạo. Hệ thống chiếu sáng theo tiêu chuẩn FIFA SNI được lắp đặt trên 4 trụ đèn ở 4 góc sân vận động và phía dưới mái che khán đài chính. Ở trung tâm của khán đài này, một màn hình LED lớn sẽ được lắp đặt. Công việc tái phát triển sân vận động Tugu dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2023 với tổng ngân sách là 181 tỷ rupia. Sân vận động chính Bắc Sumatra có sức chứa khoảng 25.000 khán giả được đặt mục tiêu hoàn thành trong vòng chưa đầy một năm để tổ chức tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia 2024 diễn ra tại tỉnh Aceh và Bắc Sumatra. Từ thiết kế của sân vận động cho thấy, khán đài sân vận động được bao phủ bởi mái che của sân vận động, trong khi mặt tiền sân vận động được tô điểm bằng các họa tiết mang màu xanh lá. Sân vận động mới sẽ là sân bóng dành riêng cho bóng đá, kinh phí xây dựng dự kiến là 587 tỷ rupiah Indonesia,